Sau vụ năm cảnh sát bị một người da đen bắn chết trong cuộc biểu tình ôn hòa tại Dallas đêm hôm thứ Năm tuần qua, biểu tình tiếp tục lan rộng ở Hoa Kỳ nhằm phản đối vụ cảnh sát bắn chết người da đen tại hai tiểu bang Minnesota và Louisiana. Nhiều đường phố bị ngăn chặn ở Minnesota trong lúc các thành viên đảng báo đen mới đối đầu với cảnh sát tại Baton Rouge, Louisiana. Tuy đa số các cuộc tuần hành ôn hòa, nhưng hàng chục vụ bắt bớ cũng đã diễn ra, Tình hình tại thành phố Dallas bên Texas vẫn căng thẳng. Mức độ báo động an ninh được nâng cao ở sở cảnh sát sau khi có nhiều đe dọa nặc danh được đưa ra. Tại Saint Paul, Minnesota, cảnh sát bị ném pháo hoa, chai lọ và gạch đá trong các cuộc biểu tình gây tắc nghẽn khu vực gần đường xa lộ liên bang. Một số cảnh sát bị thương do pháo hoa và cảnh sát đã bắt giữ một số người, trong khi người biểu tình cho biết là cảnh sát bắn hơi cay và đạn cao su. Tình hình tại Baton Rouge, được phóng viên của đài BBC London mô tả là không chỉ có sự giận dữ mà có cả cơn thịnh nộ. Hàng trăm người biểu tình tập trung bên ngoài sở cảnh sát cũng như ở cửa hàng nơi người da đen tên là Anton Stachlin bị bắn chết. Những người biểu tình hô lên không có công lý thì không có hòa bình. Mỗi đêm cuộc tụ tập lại căng thẳng hơn và cảnh sát đáp lại bằng các lực lượng vũ trang chống bạo động. Trước tình hình này, tổng thống Barack Obama nói một số người cho rằng nước Mỹ đang quay trở lại tình huống thời những năm 60. Lãnh đạo Tòa Bạch Ốc nói rằng điều nhận định đó không đúng và ông tin tưởng chắc chắn rằng nước Mỹ không chia rẽ như một số người vẫn nghĩ.